Và kính thưa quý vị, sau đây là phần trình diễn fashion show thật đặc biệt của nhà thiết kế Calvin Hill. Thank you.
Kính thưa quý vị, nhà thiết kế Calvin Hiệp. Vinh Hiệp xin thân mến kính chào toàn thể quý quan khách có mặt hiện diện ngày hôm nay. Quý vị thấy chương trình Fashion Show có ok không? Với chiếc áo dài Việt Nam của mình mà Vinh Hiệp đã biến cách, quý vị thấy có thích không ạ? Trở lại thành phố Houston lần này thì Vinh Hiệp cũng có một cái kỷ niệm phải nói là rất là nhớ. Cô Bích Ngọc và bác sĩ Vũ Bang là người lần đầu tiên đã đem Vinh Hiệp đi tất cả khắp nơi khoảng 20 năm về trước, là người Việt Nam mình mà đầu tiên diễn chiếc áo dài Việt Nam lần đầu tiên ngay tại Mỹ và tất cả các tiểu bang ngay tại các nước Mỹ này. Và phải nói là lần này là lần trở lại của Vinh Hiệp, đó là mang ơn cô Bích Ngọc mà Vinh Hiệp thường gọi là Mami. Và ngày hôm nay là ngày cũng đúng là ngày sinh nhật của Mami Bích Ngọc. Và con không có gì hơn đem tất cả các áo dài Việt Nam mà má Bích Ngọc luôn luôn lúc nào cũng thích. Và chúc cho mom luôn luôn lúc nào cũng khỏe và sức khỏe dồi dào. Và luôn luôn lúc nào cũng nhớ về tụi con và tụi con cũng nhớ về Mami Bích Ngọc. Xin chân thành cảm ơn. Vinh Hiệp xin... xin mời Mami Bích Ngọc lên. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Vali xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho các người mẫu. Các người mẫu có đẹp không quý vị? Và trong cơ hội này để mà ăn mừng ngày sinh nhật của cô Bích Ngọc thì Vali xin mời tất cả những xuyên ngôn viên, những hợp tác viên của đài VN TV có thể lên sân khấu, các ban kỹ thuật. Đừng có để cho Play kêu tên nha. Dạ vâng. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đến với phần cắt bánh của cô Bích Ngọc thì ngay từ đầu chương trình đến giờ, tất cả quý vị nghe là rất là nhiều những lời chúc từ những vị dân cử, từ những người đặc biệt, những người đã từng cộng tác với cô Bích Ngọc. Nhưng mà còn thiếu một trong những người rất là quan trọng, đó chính là gia đình của cô Bích Ngọc, những người con. Và sau đây Minh Huy xin được trân trọng kính mời bác sĩ Khương Nguyễn cùng tất cả các con của cô Bích Ngọc sẽ cùng tiến về sân khấu để dành những lời chúc mừng cho cô Bích Ngọc.